Quảng Ngãi là một trong những địa phương trọng điểm thu hút các dự án lĩnh vực công nghiệp nặng như cơ khí, lọc hóa dầu. Bên cạnh kêu gọi nhà đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, thì thách thức lớn đối với Quảng Ngãi đó là vấn đề xử lý rác thải công nghiệp. Giải quyết vấn đề này, các khu kinh tế, khu công nghiệp ở đây ngay từ khi đầu tư đã phải có những biện pháp xử lý rác thải độc hại này. Công ty công nghiệp nặng Dosan Vina ở khu kinh tế Dung Quất chuyên sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí, nhiệt điện, bồn bể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Với 5 nhà máy hoạt động 100% công suất, mỗi ngày tại đây có khoảng 4 tấn chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Để xử lý lượng rác thải nguy hiểm này, đơn vị đã thực hiện ngay việc phân loại rác thải từ đầu nguồn. Chất xúc tác, chất thải nguy hại, chất thải thông thường được phân loại, lưu trữ ở các khu vực riêng biệt để di chuyển đến khu xử lý. Thì cái vấn đề mà phân loại xử lý chất thải á, mà để được tốt á, thì cái đầu tiên là chúng ta phải tạo cái ý thức tốt cho công nhân. Vì thế công ty có những cái chương trình giáo dục huấn luyện để tạo cho người ta được cái thói quen từ đầu. Tức là khi phát sinh ra là người ta đã có ý thức ngay từ đầu là sẽ bỏ vào những cái loại chất thải đã đúng quy định. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 khu kinh tế, khu công nghiệp lớn, gần 100 doanh nghiệp đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, đóng tàu. Trung bình mỗi ngày, các nhà máy, xí nghiệp ở đây thải khoảng 15 tấn chất thải công nghiệp, nguy hại như xỉ, hóa chất, chất xúc tác, dầu thải, vật liệu mòn. Để xử lý lượng lớn rác thải này, các nhà máy, xí nghiệp đã đầu tư hệ thống phân loại, xử lý rác thải từ nguồn sản xuất. Tất cả lượng rác thải được đưa đến xử lý tại khu xử lý chuyên biệt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng thực hiện chương trình quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trường tại cơ sở. Trong nhiều năm hoạt động, chất thải công nghiệp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cơ bản được xử lý. Khi thu hút đầu tư thì ban quản lý khu kinh tế Dung Quất cũng quán triệt vấn đề công tác bảo vệ môi trường. Thì trong các vấn đề xử lý rác thải thì từng doanh nghiệp là phải phân loại rác trước khi thu gom đưa về nơi xử lý. Thì trong cái công tác đó thì từng doanh nghiệp đã làm tốt cái công tác như vậy. Và sắp tới thì theo cái phương pháp mà sử dụng công nghệ đốt thì chắc chắn là sẽ tốt hơn cái công nghệ chôn lấp trước đây. Mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư với trách nhiệm xử lý rác thải công nghiệp giúp nâng cao chất lượng môi trường sống cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Trách nhiệm này cũng đã giúp tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát được ô nhiễm môi trường ở các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nhiều năm qua.